nhà đói bụng quá đi. Bà chị à, mà cũng bỏ mình đi chơi nữa, giờ đói bụng quá biết làm sao bây giờ đây. Ấy à, chị về ra nghe. Em ăn gì chưa? Chị đang đi chơi với bạn á, chợt nhớ ra con nhỏ em ở nhà, cho nên chị chạy về nè. Em có ăn uống gì đâu, em đâu biết nấu nướng gì, nhịn đói nè. Giờ chị về chị nấu cho em ăn nha. À, hôm nay là cuối tuần, hay là chị em mình ra ngoài ăn đi nha. Em thích ăn món gì nè, hay là mình đi phở nha. Thôi em ngán phở lắm, ngán phở lắm. Hay mình đi ăn lẩu nha. Em không ăn lẩu đâu, em ăn sushi. Hả, sushi hả? Ừ, cũng ngon đó. Thôi chị em mình đi đi. Dạ dạ em thích lắm. Dạ thôi chị mình đi đi. Đi thôi. Wow, tới cửa hàng sushi rồi. Quá trời sushi luôn. Nhiều loại sushi đẹp mắt quá. Yummy. Chị ơi, ngon quá à. Em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị hôm nay đã cho em đi ăn một bữa ngon như vậy. Có gì đâu nè. Nếu em thích như vậy thì chúng ta mua đồ về làm đi. Bây giờ chị sẽ học làm sushi. Khi nào mà em thèm, chị sẽ làm cho em ăn nha. Thích không nè? Thích lắm chị ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhé. Đây là đồ chơi làm sushi của Nhật bằng kẹo dẻo. Đó các em hãy nhìn vào cái hộp này đó, có in hình rất là nhiều loại sushi, và phía sau hộp thì lại có những chỉ dẫn rất là chi tiết nè, từng loại sushi luôn ha. Đó, sushi trứng, sushi cá hồi nè, và ở đây thì có hướng dẫn bằng tiếng Việt nữa. Bây giờ chúng ta sẽ mở chiếc hộp này ra để khám phá bên trong có gì nha. Trong còn một chiếc bao bì nữa các em ạ. Chúng ta sẽ cắt cái bao bì thì ra luôn theo hướng dẫn nha. Bây giờ chị sẽ cho các em thấy những cái vật dụng ở bên trong. Đây, có rất là nhiều những cái bột như thế này. Đó, chị khuấy nữa nè. Đây là miếng rong biển. Còn đây là dụng cụ để mình bơm nước. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm dẫn đầu tiên nha, chị sẽ bơm nước vào trong cái khay này. Bơm vừa đủ tới mức. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ cắt bịch bột màu xanh đầu tiên. Có in chữ xanh đầu tiên và đổ vào trong khay chúng ta vừa bơm nước. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái thìa khuấy để khuấy đều lên, trộn đều lên nè. Bây giờ thì chị đã thấy là nó có vẻ là đông lại và cái mùi kẹo rất là thơm. Nó đông lại giống như là cơm. Thì đây là cái gói bột để làm cơm. Tiếp theo thì chị sẽ cho nước vào hai cái kế bên. Để làm trứng và một cái là để làm cá hồi, cũng cho đến cái mức vạch mà người ta đã hướng dẫn thôi nhé. Bây giờ thì cắt bịch bột có dòng chữ màu nâu, có màu vàng chứ. Đó, đổ vào trong khay
và chúng ta cũng trộn đều. Thì chị cảm thấy là cái này giống như là thạch vậy đó, nó bắt đầu là nó tan ra và có vẻ như đông lại. Bây giờ thì tính riêng mình làm cá hồi nha. Đó, cái bịch màu hồng này là làm cá hồi nè. Trộn đều lên. À, và trong hai cái khay này thì nó có những cái vạch dấu ở dưới cái đáy của nó. Thì khi mà một chút nữa thật thì nó khô thì mình sẽ lấy ra, có những cái dấu vân rất là đẹp và rất là thật luôn á. À, bây giờ thì theo hướng dẫn ở trên bao bì thì chị sẽ làm trứng cá hồi. Hồi hộp quá không biết là làm sao đây. Đó, mình sẽ cho nước vào hai khay còn lại. Bây giờ chị thấy là cái khay cá hồi với trứng nó cũng đã đông lại rồi đó. Mình đổ bột màu xanh ở vào khay trên và cái bột màu đỏ này vào khay dưới và trộn đều lên. Đó. À, bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái dụng cụ để bơm dung dịch màu đỏ và bỏ sang dung dịch màu xanh để xem chuyện gì sẽ xảy ra nha. Nó giống như là nó đông lại các em ạ, thành những cái viên nhỏ. Các em bớt cẩn thận thì nó sẽ ra những cái viên nhỏ giống như là trứng cá hồi vậy đó. Thú vị quá. Đây là lần thứ hai chị chơi trò chơi làm cây dẻo đó. Đây là chúng ta sẽ làm rong biển, nhưng mà phần rong biển của chị có vẻ như là nó có vấn đề, nó quá dính em ạ. Thì không thể nào làm được cái rong biển này luôn á. Bây giờ thì mình sẽ làm thử trước cơm với trứng nha. Chị sẽ nặng một nắm cơm như thế này. Đó. Giờ thì chúng ta sẽ sắn một miếng trứng và bỏ lên và trang trí lên trên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sắn trứng nha. Đó. Chị hơi vụng về mấy em thông cảm nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ để lên trên cái nắm cơm này. Yeah, hơi bị giống thật đó, có các cái vân giống thật. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ lên dĩa nè, nhìn y như là sushi thật luôn. Bây giờ đến sushi cá hồi, chúng mình sẽ nhìn rõ hơn cái vân cá hồi rất là giống thật đó, các em thấy không? Giờ thì tới nắm cơm cuối cùng, như chị đã nói thì miếng rong biển của chị có vấn đề gì đó cho nên là chị không làm được. Cho nên chúng mình làm tạm kiểu khác nha. Chị sẽ bỏ trứng cá hồi lên trên mặt của nắm cơm này. Đó, cẩn thận kẻo rớt xuống nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho một lát trứng, một miếng trứng lên trên mặt. Cuối cùng chúng ta sẽ cho thêm một ít trứng cá hồi lên trên để trang trí nữa, cho đầy đủ màu sắc tươi vui. Yeah, vậy là xong rồi, chị đã làm xong 3 cuộn cơm sushi. Em cùng xem lại nha, rất là giống thật luôn. Còn bây giờ thì chị thấy ở trên cái bao phần bao bì có một số các loại dĩa này. Bây giờ mình sẽ cắt cái bao bì ra và để sushi lên. Đó, sushi cá hồi nè, nhìn y như thật luôn. Sushi có một miếng trứng, còn đây là sushi trứng cá hồi. Wow, nhìn y như thật.
và ăn cũng rất là ngon nha các em, rất là thơm. Ai, chú mèo Mimi nhà chị cũng như cũng thích sushi này hay sao đó. Các em hãy nhớ đăng ký kênh của chị để xem những video mới nha. Cảm ơn các em. Chào tạm biệt.